cũng theo thông báo này thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào việt nam trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao công vụ người việt nam mang hộ chiếu ngoại giao công vụ đi công tác nước ngoài quay về nước, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo và hành vi tiếp tay cho các trường hợp trốn cách ly. Đặc biệt Hà Nội chuẩn bị thêm các cơ sở đủ để cách ly 20.000 người, lưu ý lựa chọn các địa điểm gần sân bay, không có ở trong các khu đông dân cư. Các tỉnh thành phố khác được phân công cần tích cực có những phương án chủ động các cơ sở cách ly ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế cũng được yêu cầu có đề xuất cụ thể việc thu phí ăn ở của các đối tượng cách ly báo cáo thủ tướng chính phủ tại phiên họp sau đảm bảo sản xuất và cung ứng đủ khẩu trang sử dụng trong nước và dành một phần xuất khẩu